Thưa quý vị, xác định công tác tuyển quân là một trong nhiệm vụ trọng tâm của địa phương cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, quận Ngũ Hành Sơn và 4 phường trên địa bàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyển quân với phương châm công bằng, dân chủ, đảm bảo hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023. Để hoàn thành công tác tuyển quân, các cấp ủy chính quyền các địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến cơ sở đã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Trong đó, chú trọng tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên, sâu rộng, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân, nhất là đối với gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, về nghĩa vụ quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cố gắng là phối hợp với tổ dân phố soát xét và kiểm tra cũng như là xét từng trường hợp gia đình khó khăn đã đề xuất là những đối tượng được miễn giảm theo quy định của pháp luật, và cơ bản thì đến thời điểm này thì số lượng của công dân sau khi khám nghĩa vụ quân sự thì cũng đã đảm bảo quân số để quận giao chỉ tiêu chốt trong năm 2023 lên đường nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt các khâu từ tuyên truyền, xét duyệt, chốt quân số, công khai danh sách thanh niên trong diện miễn hoãn và danh sách thanh niên đủ điều kiện gọi khám tuyển đúng quy trình quy định, số thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự của quận đạt trên 98%. Riêng đối với thanh niên đi làm ăn xa, thực hiện khám bổ sung. Các địa phương thực hiện tốt việc phối hợp chỉ đạo, giáo dục, ngăn ngừa, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác tuyển quân, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt. Đặc biệt là đối với thanh niên mà sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 thì cấp ủy các chi bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, động viên có cái gia đình cũng như là cá nhân thanh niên đó thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong năm 2023. Đồng thời trong quá trình mà chưa lên đường thì cũng đảm bảo không đi khỏi địa phương. Hiện Hội đồng quân sự các cấp quận Ngũ Hành Sơn đã và đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy trình các bước trong công tác tuyển quân, đảm bảo tuyển chọn giao đủ 100% chỉ tiêu dân chủ, công khai, an toàn và đúng luật.